Vậy kính thưa quý vị thân mến, mãi mãi tình yêu là một điều mà chúng ta luôn tìm hiểu và khám phá. Bởi vì không có khuôn vàng thước ngọc nào có thể cân thành đo thì đến vào tình yêu. Nhưng khi bước vào tình yêu thì ai trong chúng ta cũng đều có cách riêng để mà xem mà tình yêu của riêng mình. Và trong niềm vui hân hoan để cùng chúc mừng hạnh phúc lễ vô quy cho nên mà...